chết rồi, già quá rồi. Mà chúng ta không thể nào chờ được như thế, đúng không ạ? Đấy, mất một năm rưỡi. Và đấy là một cái bài học mà tôi thấy rất kinh điển về việc là khách hàng chọn lọc trên Facebook. Bạn không phải gặp đứa nào cũng kết, mình phải nhìn thấy tiềm năng thực sự có thể chuyển đổi thì mình kết. Mà mình kết nó bây giờ nó cũng không đồng ý. Bởi vì sao? Mình lại vào Facebook của nó mà nó cũng vào Facebook của mình. Nó thấy mình đuối hơn nó không thèm, đúng không? Vậy thì làm thế nào? Đó là từ hai phía. Bản thân các chị phải trở nên hot, phải trở nên hấp dẫn, phải trở nên thú vị. Thì khi mình đưa ra lời mời thì người ta mới dễ dàng đồng ý. Còn vào người ta thì người ta là người giàu có, còn mình thì vào trong cái Facebook thì lèo tèo đăng toàn cái ba lăng nhăng suốt ngày, phụ khoa viêm nhiễm các thứ. Thế thì đứa nào là mình kết bạn? Tôi nói thầy đúng không? Hành vi của cái người chơi Facebook bây giờ là, bây giờ ví dụ như này nhá, chị Trang kết bạn với tôi, tôi thì đồng ý ngay, bởi vì tôi là mong muốn là càng nhiều bạn càng tốt. Nhưng đấy là tôi. Có những khi mà tôi kết bạn chị Trang thì chị bảo của ông này chẳng liên quan đến mình, không đồng ý. Vì đấy là quyền của mọi người, đúng không? Vậy thì nó từ hai phía, thì bản thân mình ý, mình muốn sẽ chấp nhận là mình phải hot. Mình bây giờ tôi bấm kết bạn một cái, mình cảm thấy người nào mà được tôi kết bạn là phải cảm thấy mừng rơi lệ, đúng không ạ? Chẳng hạn như hôm nay tự dưng thì tôi lại đến nhà rồng. Xin lỗi, học hăng say quá, mọi người phải nghỉ ăn tea break thôi. Ăn chưa? Vỡ chương trình. Mọi người không bảo nghỉ. Mọi người không bảo nghỉ để ăn tea break. Thôi để mai ăn luôn nha, chiều tôi mang về. Chết, học hăng say quá, quên mất tất cả kịch bản. Ôi, tí nữa mình ăn trưa chẳng biết ăn được nhá. Đấy, các bạn không cần phải có nhiều bạn quá đâu ạ. Hãy chọn những bạn bè. Và một ngày hiện nay Facebook cho mình kết bạn bao nhiêu lượt ạ? Bao nhiêu người biết ạ? Không biết đúng không ạ? Không, một ngày mình chỉ đưa ra được 30 lời mời thôi. Ừ, 30 lời mời một ngày. Vậy mình không cần mời nhiều hơn. Mỗi ngày mình chỉ đưa ra 10-20 người thôi, để không bị khóa Facebook, đúng không? Và mình chọn, đấy, xác định mục tiêu. Cứ chọn những chị nào mà sáng bóng như chị Trang Bon này kết bạn. Nhưng mà nhớ cẩn thận đừng kết bạn đại lý của đối thủ nhá. Nó bảo nó kết bài mình ấy. Đứa nào mà thấy là đại lý bấm hết. Xong mình lập một cái nick khác để đi chuyên đi theo dõi nó xem nó làm gì. Đấy là những cái chiêu đấy. Được chưa ạ? Tiếp tục làm. Rồi, mấy cái phần hướng dẫn này tôi sẽ bỏ qua. Đấy, đúng không ạ? Ví dụ các anh chị, đây là Facebook của tôi ạ. Vâng, tức là sao ạ? À, xe đẹp, đúng rồi ạ. Vâng, nghề bán hàng mà. Đấy, bây giờ mọi người thấy không? Khi mọi người vào một cái Facebook thì đầu tiên bao giờ mọi người cũng sẽ nhìn vào cái timeline này, cái avatar này, sau đó là bắt đầu nhìn vào cái feed của người ta, đúng không? Thường có thể chỉ 30 giây hoặc 1 phút là nhiều. Còn các anh chị mà hâm mộ quá thì nó lâu hơn thôi. Còn thường mình chỉ mất khoảng độ phút. Thế thì mình phải gây ấn tượng với họ nhá. Gây ấn tượng với họ. Đấy, đầu tư một tí, chụp cái ảnh này đẹp vào nhá. Từ hôm nay chỉ đi về, tí nữa ra cái này, tí nữa ra Trang Bon này, chụp luôn loạt ảnh chân dung để về up vào đây. Đẹp, trong cover phải đẹp. Cover này là xe, ở Việt Nam này xe này không có đâu. Đấy, xe này là hồi tôi đi du lịch ở châu Âu rồi tôi thuê, tôi chạy đấy. Ở Việt Nam không có xe này đâu. Nếu mà xe này ở Việt Nam giá của nó là, hình như đâu tôi nhớ không nhầm là khoảng 80 tỷ. Vâng. Thế nên bây giờ các anh chị vào này, các anh chị mới thấy sốc chứ. Xe đi mượn đấy.
Nhưng mà tôi nói các chị nghe, mà các chị mượn được xe này cũng đã đặt chấp rồi, đúng không ạ? Vâng. Đấy là lý do tại sao mà mãi không chịu đổi. Mặc dù cũng có rất nhiều siêu xe nữa, nhưng mà đấy là lý do mãi không chịu đổi. À, mình phải nhất quán, đúng không ạ? Mọi người vào, mọi người sẽ nhìn thấy cái cảm giác thôi. Ngày xưa nó không phải là một cái điều gì quan trọng, nhưng bây giờ tôi lại thấy là rất đúng, rất là quan trọng. Mọi người nhìn thấy cái cảm giác là người này có chuyên nghiệp hay không, đúng không ạ? Có đáng tin cậy hay không? Muốn bán hàng thì mình phải thể hiện điều đó qua lời ăn tiếng nói, qua những hình ảnh mình xuất hiện. Các chị có đồng ý không ạ? Các anh chị sẽ đánh giá được một người nếu như thông tin đấy là thật, còn thông tin đấy là ảo thì tôi cũng không nói nhé. Đấy, thì các anh chị đánh giá được một người là người ta có đáng tin cậy hay không. Thế thì mình sẽ làm điều này nhé. Chị Trang về có thể cho đại lý làm điều này. À, mình sẽ thiết kế một cái banner của hãng, đúng không ạ? Đẹp, sau đó là mình đưa hình ảnh các đại lý, hình ảnh sản phẩm vào để mình nhận diện. Để mình nhận diện các đại lý. Đấy, giống như là tí đây tôi cho xem này. À, cái này. Cái tôi đang làm cho tôi đang làm cho thương hiệu của chúng tôi có một cái cover, có một cái cover chung của hãng, có logo này, có sản phẩm thì có slogan, xong rồi đưa ảnh đại lý vào. Thế xong các bạn để lên trên banner, chắc là các bên khác họ cũng làm thế đúng không? Rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Thì không cần phải cầu kỳ gì cả, mình cứ học người ta thôi. Làm đơn giản. Thế còn không biết làm thì mình có thể sử dụng một số các công cụ mà không cần phải kỹ thuật. Ví dụ như là mình vào những cái trang canva.com chẳng hạn, mình có thể ghép ảnh. Rất là chuyên nghiệp. Đấy, tăng lượng bạn bè thì tôi vừa nói rồi, mình đi kết bạn, họ tự kết bạn. Và mình phải viết những câu chuyện, mình phải viết những cái bài để làm sao người ta chia sẻ. Nguyên tắc là người ta càng chia sẻ nhiều thì số người khác biết đến mình càng nhiều. Và cái bài đấy gây ấn tượng với họ thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ thích mình, họ sẽ kết bạn với mình, họ sẽ chủ động, đúng không ạ? Vâng. Thì bây giờ viết cái gì? Khó quá. Để em nghĩ nhá. Nghĩ tức là gì? Không nghĩ gì. Khó quá, để em nghĩ tức là không nghĩ gì. Làm luôn. Vâng. Mình đi kết bạn nhá. Đối tượng như này rõ ràng chưa? Cứ vào Facebook của người này người kia tìm. Đấy. Nhưng mà đừng có kết, đối với sản phẩm của bên mình ý, thì đừng có kết những khách xa quá. Ví dụ khách mà nó toàn ngồi ô tô xin, túi dùng toàn túi LV, Gucci thì đừng kết. Kết tại sao? Đồ đấy sẽ không mua mỹ phẩm nội. Tôi khẳng định với mọi người luôn. Đúng không ạ? Nó đi nước ngoài suốt ngày, đừng hy vọng bọn nó mua hàng của mình. Đấy là quan điểm người tiêu dùng nữa, chứ không phải là sản phẩm mình không tốt. Ok. Chọn những mẹ vừa phải thôi, kiểu như giáo viên chẳng hạn. Ví dụ thế, hay là công sở ở nhà nước. Đấy, những mẹ đấy hơi hơi có hiểu biết một tí, hơi hơi có tiền một tí. Không, không quá hiểu biết đâu. Nếu mà hiểu biết thực sự ấy, rất nhiều người ta sẽ không lựa chọn sản phẩm đồ điện. Đấy. Bởi vì người ta, các chị thấy rồi, biết rồi đấy, người ta thiếu lòng tin với cái thương hiệu của mình. Tất nhiên không phải là ai cũng đúng, nhưng mà tỷ lệ là sẽ đúng cao. Tỷ lệ sẽ đúng cao. Được chưa ạ? Mình viết bài cái gì bây giờ? Mình viết bài cái gì thì tôi sẽ nói một số những cái chủ đề và cách thức viết như sau nhé. Thông thường khi mình bán sản phẩm mỹ phẩm thì viết bài, các chị sẽ viết bài về sản phẩm của mình, đúng không ạ? Cái đấy là không sai. Cái đấy là không sai, hoàn toàn đúng. Nhưng mà mình phải xem liều lượng và tần suất như thế nào. Tôi nói vui như này. Mình bán sản phẩm phụ khoa, ngày nào mình cũng đăng cái hình lên chết lên được ấy. Đúng không ạ? Tôi thấy rất nhiều đại lý họ làm kiểu như vậy, tôi đánh giá không cao. Mà người ta sẽ phải viết bài để bán hàng như là không bán, không bán mà như là bán. Mình có thể hư cấu, bịa ra những câu chuyện là sản phẩm này giúp được khách hàng những điều gì, họ hạnh phúc ra sao.
tôi lấy ví dụ